Thi công một công trình hoàn thiện bằng bê tông khí chưng áp của Trường Giang thì sẽ có những chi phí nào? Video này dành cho những anh chị đã, đang và chưa sử dụng bê tông khí chưng áp. Hôm nay em sẽ bóc giá 3 loại bê tông khí mà khách hàng bên em sử dụng nhiều nhất. Video này để giúp anh chị biết rõ hơn về những loại chi phí khi thi công một công trình bằng bê tông khí chưng áp sẽ như thế nào. Và 3 loại bê tông khí đó là tấm panel ALC 2 lưới thép dày 10 phân và tấm panel ALC 1 lưới thép dày 10 phân và gạch AAC B3 dày 10 phân. Với 3 loại bê tông khí này thì sẽ có tổng tất cả là 8 loại chi phí nếu anh chị hoàn thiện bề mặt gồm bả cả hai mặt. Về chi phí đầu tiên đó là vật liệu xây, bê tông khí chưng áp thì sẽ có giá dao động khoảng từ 136.300 đến 333.400 đồng trên 1 m². Chi phí thứ hai đó là vận tải hạ hàng, có nghĩa là chi phí vận chuyển tấm từ kho tới công trình, giá sẽ khoảng 15.000 đồng trên mét vuông. Chi phí thứ ba là vận chuyển lên sàn thi công, đây là chi phí cổ tấm từ mặt đất lên sàn thi công sẽ có giá khoảng 10.000 đồng trên mét vuông trong điều kiện thuận lợi. Chi phí thứ tư đó là vữa xây và vật tư phụ sẽ có giá khoảng từ 15 đến 40.000 đồng trên 1 m². Chi phí thứ năm đó là vữa chát. Về hai loại tấm panel ALC thì sẽ không cần chát do bề mặt tấm vốn dĩ đã phẳng mịn rồi. Còn về gạch AC thì sẽ có giá khoảng 59.800 đồng trên 1 m². Chi phí thứ 6 đó là nhân công lắp dựng xử lý bề mặt sẽ có giá khoảng từ 80 đến 150.000 đồng trên 1 m². Chi phí thứ 7 đó là nhân công chát hai mặt. Như em đã nói ở bên trên thì panel ALC sẽ không cần chát, do đó sẽ không có chi phí ở mục này. Còn gạch AAC thì sẽ có giá khoảng 240.000 đồng trên 1 m². Chi phí thứ 8 đó là bả hai mặt matit thì sẽ có giá khoảng 50.000 đồng trên 1 m². Đến đây thì chắc là anh chị đã tính được tổng chi phí của từng loại rồi đúng không ạ? Với panel ALC 2 lưới dày 10 phân thì sẽ có giá là 563.400 đồng trên 1 m². Còn panel ALC 1 lưới dày 10 phân thì sẽ có giá là 552.800 đồng trên 1 m². Còn gạch AC B3 10 phân thì sẽ có giá là 606.100 đồng trên 1 m². Đây là giá của bên em là chưa bao gồm hao hụt và bảo hành, và cũng là giá khi anh chị lấy của bên em và tự thi công hoặc là đơn vị khác thi công. Còn nếu để Trường Giang thi công thì sẽ có một cái giá khác, thì sẽ còn có nhiều chi phí khác kéo theo. Sau khi nghe em đã bóc giá thì chắc là anh chị đã biết được tấm nào có giá thành hợp lý nhất rồi đúng không ạ? Với rất nhiều năm phân phối và cung cấp bê tông khí chưng áp trải dài từ khắp miền Bắc tới miền Trung, thì em cũng có một lời khuyên cho anh chị, đó là nên lựa chọn loại tấm panel ALC 1 lưới dày 10 phân. Vì thứ nhất, tấm này có giá rẻ hơn hai loại còn lại, và thứ hai là loại này còn có thể bỏ qua được bước chắp vữa, do đó sẽ rút ngắn được thời gian thi công đáng kể. Vậy là anh đã bóc giá ba loại bê tông khí mà khách hàng bên em sử dụng nhiều nhất rồi đúng không ạ? Chắc hẳn bây giờ anh chị đang thắc mắc là tại sao bê tông khí bên em lại có giá rẻ như vậy? Bởi vì bên em là nhà phân phối duy nhất của hãng V-Glass Sera tại miền Bắc, do đó sẽ có giá sát nhất với nhà máy có thể. Vậy nên anh chị hoàn toàn yên tâm chất lượng sản phẩm của bên em nhé. Nếu mà còn anh chị nào mà không tin thì có thể liên hệ với em Nghĩa, em sẽ dẫn anh chị đi kiểm tra chất lượng sản phẩm của bên em để xem có giống như em quảng cáo không nhá. Còn bây giờ nếu mà anh chị không còn lăn tăn nào nữa thì hãy liên hệ với em ngay qua hotline 0933330996 để em liên đơn luôn cho anh chị ạ. Cảm ơn anh chị.